Đây là vì bên gia đình nhà gái không đồng ý cho em cưới vì vị trí địa lý ở bên đó là người ở đây, còn em là người Huế. Em rất yêu người đó đúng không? khi chia tay đó là em với người đó vẫn đang rất yêu. Em có sợ là nước mắt đàn ông không? Dạ, đôi khi thì em nghĩ là khi họ đã rơi nước mắt rồi, đó là những cái chuyện đúng và những chuyện đáng. Đúng rồi, đàn ông khóc tội lắm em ơi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Cường Linh, xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia. Dạ, xin chào toàn thể các bạn trong phi trường. Em tên là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1990. Hiện tại quê em ở Thừa Thiên Huế và hiện tại đang sinh sống làm việc tại đây. Huy làm gì ở đây? Dạ, em làm thợ điện nước anh. Thợ điện nước ở quận mấy Huy? Dạ, em đang ở quận 2 nhưng em làm quanh thành phố. À. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, còn tất cả các vị khán giả. Em tên là Trịnh Thị Kim Huệ. Em năm nay 32 tuổi, quê em thì ở Bình Định. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Huy ơi, cho Huệ biết là mình có ưu điểm, khuyết điểm gì đi Huy. Về ưu điểm thì em là về tập trung trong công việc, mà nghiêm túc, với lại là thẳng thắn. Mà em nghĩ cái tính thẳng thắn của em á là nó có hai nghĩa. Một là cũng là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của em luôn. Đúng rồi. Rồi cũng là đam mê thể thao về bóng đá. Chơi bóng đá được. Đúng rồi. Có điểm yếu tật xấu gì không? Hơi về lụy tình một tí. Lụy tình một tí. Lụy tình. Đúng rồi. À, lụy tình. Em là đi bộ đội về hả Huy hả? Dạ đúng rồi, em đi bộ đội từ năm 2008 và ra quân là 2010. Đó, lý lịch trích ngang sơ sơ của nhà trai vậy á. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, thì ưu điểm của em thì em là người rất là biết cách quan tâm, chia sẻ cho những người khác. Em có thể là biết nấu ăn. Nói chung là em cũng rất là nhiệt tình trong mọi công việc cũng như là trong một cuộc sống. Cái khuyết điểm của em thì em nghĩ em là một người giao tiếp không có tốt. Em cũng hơi bị rụt rè, em hơi bị tự ti. Em không có giỏi trong cái vấn đề mà giao tiếp. Vậy được rồi ha. Vậy là giao tiếp cũng tốt rồi đó. Nói chuyện lưu loát nè, giọng to rõ. Đúng đẹp rồi. Em cảm ơn anh chị. Có một cô gái này chăm sóc thì bảo đảm là Huy sẽ khá là chút xíu đó. Bên này hơi thiếu cân chút xíu. Có bên đây bù đắp qua cũng được. Bên đó kia chắc tại yêu nhiều nên yếu. Không, bị lụy tình thôi. Nãy mới nghe lụy tình. Đúng đó. Đúng rồi. Lụy tình là sao? Là có mấy mối tình rồi Huy? Dạ, em là hai mối tình. Một mối tình thứ nhất là lúc mới xuân ngủ. Rồi yêu mấy năm? Dạ, một năm. Sao chia tay? Dạ, tới khi mà em làm về cũng tắt đoàn á. Thì nói chung lúc đó em đi làm thì với vừa đi làm vừa đi học thì lúc đó thì chủ yếu là xin tiền, lấy tiền nhà ra đi để đi à. Lúc đó là em còn hoài bão nhiều lắm, lúc đó em trẻ mà đam mê cũng nhiều. Với hai người là ngưng trong hòa bình, trong hạnh phúc. À, ngưng trong hạnh phúc. Dạ, đúng rồi. Tôi chưa thấy cái chỗ lụy tình nè. Còn mối tình thứ hai á, em quen là năm 2018, vừa chia tay là năm ngoái, cũng năm rưỡi rồi. Sao chia tay? Là chia tay là vì bên gia đình nhà gái không đồng ý cho em cưới vì vị trí địa lý ở bên đó là người ở đây, còn em là người Huế. Em rất yêu người đó đúng không? khi chia tay đó là em với người đó vẫn đang rất yêu. Thì em cũng có giao ước nói thôi thì cũng là khó khăn vậy rồi thì coi như là từ khi mà quen nhau tới khi nếu mà đúng 3 năm mà gia đình em không đồng ý nữa thì chúng ta chấm dứt. Vì thực sự em muốn người con gái đó là tìm người khác, chứ càng kéo dài với em thì rất là khó đổi cho người ta, nên em cũng chấm dứt. Đó, lụy tình rồi ốm luôn đó. Thôi, lau khô những giọt nước mắt đi chàng trai của tôi. Bây giờ thì cô gái ấy có gia đình chưa? Có rồi chị. Nói thật sự là khi mà chia tay á, là em vẫn nói với cô ấy là nếu mà 2 năm cô ấy không quen ai hết, không cưới ai hết thì bất chấp em sẽ về quen lại, em sẽ về cưới lại cô đó. Nhưng mà em cũng nói là nên cố gắng tìm người đó, người ta, vì đừng cố ấy, đừng làm ba mẹ buồn. Thì vừa rồi thì em cũng nghe tin là được cô ấy là quen cưới rồi thì em cũng mừng, chúc cũng mừng cho cô ấy ha. Đúng. Rồi thôi, ta lấy chồng rồi. Thôi đừng khóc nữa. Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi.
Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vỗ tắt. Sâu trong mỏ mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì đó. Nhưng mà khóc khóc vậy tôi hơi lo nghe. Khóc như vậy tôi hơi lo. Không lo đâu, tại vì yêu quá phải khóc thôi. Rơi một giọt nước mắt rồi thôi. Em có sợ rằng nước mắt đàn ông không? Dạ, đôi khi thì em nghĩ là khi họ đã rơi nước mắt rồi, đó là những cái chuyện đúng và những chuyện đáng. Đúng rồi, đàn ông khóc tội lắm em ơi. Thôi, bây giờ bên kia là lụy tình là mới ốm vậy đó. Em cố gắng về, nếu mà hai người tìm hiểu được em về em lo cho anh bự bự lên chút ha. Dạ. Ừ. Mình hỏi cô gái của mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thật sự là em không có mối tình nào. Hèn gì? Mập mạp, búp mít. Dễ thương. Ừ. Yêu khổ mà, yêu khổ là ốm à. Thôi giờ bắt đầu yêu nè. Yêu cái em sang sẻ kia bớt là được ha. Không, nhiều khi gu người ta lại thích vậy sao? Gu bên này thích tròn tròn vậy. Đúng, đúng rồi chị ơi. Đúng không? Em thích trời, hợp lý luôn. Rồi, thích mẫm mỉm á. Thôi bây giờ thì em diễn tả cho anh một chút xíu về mẫu hình trong tương lai của em đi. Em chỉ cần một người đàn ông á, là biết quan tâm và chia sẻ, biết lắng nghe tất cả mọi thứ mà em nói. Và có thể là ngược lại, em không bao giờ là một chiều. Đối với em thì một người mà đàn ông mà có thể là giao tiếp tốt, có thể là bù trừ cho em. Kia đi bộ đội làm đoàn, công tác đoàn nữa. Thành ra nói năng chắc cũng ok lắm. Dạ. Được không em? Cũng được anh. Đáp ứng được nhiều không? Hợp lý, trời ơi cười tươi quá rồi kìa. Đó, cười đẹp trai đừng khóc đó nha. Dạ. Tập trung mà bồi dưỡng rồi lên, mập mạp chút xíu nha. Dạ. Bây giờ em gái đi với ai? Dạ, em đi với bạn của em. Bạn hả? Dạ, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, anh Huy đúng không ạ? Dạ, và tất cả các quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thì thật sự mà nói là em là một người đồng nghiệp của chị Huệ. Và cho tới bây giờ thì không chỉ là đồng nghiệp mà là một người chị em rất là thân thiết. Cho nên về tính cách của chị Huệ thì em nói thật là chị Huệ là một người con gái mà rất là biết, rất là hiểu chuyện và là người rất là tinh tế trong cái vấn đề trong cuộc sống. Cho nên nếu mà anh mong muốn mà kiếm một người phụ nữ để có thể đi cùng anh với một cái đoạn đường dài sau này ấy, thì thật sự chị Huệ em thấy là người rất là phù hợp. Và ngoài ra thì em thấy là anh cũng là người rất là hiền và rất là chân thật. Cho nên là em nghĩ đến giữa hai người cũng sẽ có một cái sự phù hợp. Tuy nhiên thì em cũng xin hỏi anh một câu là liệu anh thật sự một người đàn ông khi họ đã rơi nước mắt thì tất nhiên là cái đó nó rất là in sâu trong cái tâm trí của họ. Thì liệu anh đã sẵn sàng để mình bước tiếp một mối quan hệ mà mình không bị quá nhiều sự chi phối đối với những mối quan hệ trước hay chưa? Mình xác định đó, chấm dứt. Mà đã hết tất cả rồi á, thì mình sẽ là thay đổi hết và quên hết để mà hướng tới tương lai thôi, chứ không còn về, không tính về quá khứ nữa. Dạ, em cũng hy vọng là như vậy. Cho nên nếu mà thật sự anh chị mình thấy mình có cái sự cảm tình với nhau thì cũng có thể cho nhau một cơ hội. Thật ra chị thấy đây là người đàn ông tử tế đó. Thôi, quay về lo nhà gái đi. Để là nhà trai tôi lau khô giọt nước mắt chuẩn bị đến mối quan hệ mới. Em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đến đây là có chú ruột của em và đồng nghiệp của em. Rồi, mời chú ruột, chú cho ý kiến đi chú. Dạ, chào chú. Chào Quỳnh Linh, xin chào dạ. Chị Ngọc Lan và quý vị khách quý ở trường quay và cũng như khách có ở xem đài. Tôi là chú của cháu Quốc Huy. Hôm nay chú đến đây thì rất là vui là được để cho hai cháu có một cơ hội tìm hiểu. Trong thời gian ngắn thì chắc có lẽ chưa hiểu nhau được thì cố gắng hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đến tới hôn nhân. Ở phía gia đình thì lúc nào cũng ủng hộ cả, ủng hộ cho hai cháu tìm hiểu nhau để cho thành đôi thành bạc. Ai cũng lớn tuổi cả rồi. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Thôi, 2, 3. Mở rào. Bản lĩnh lên nào Huy. Huệ nha, cô bên kia tên Huệ. Bắt đầu đi Huy. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng ạ. Nãy giờ mình buồn, hơi buồn chút xíu. Bây giờ mình hát gì đi Huy. Đứng lên hát tặng bạn gái gì cho nó vui vui cái nào. Nhìn bạn gái hát kìa. Xin hát bài muốn em làm má của con anh sau này. Muốn em làm con của cha mẹ, ba mẹ, ba má, tía má anh lâu dài. Em giờ hơi hồi hộp nên không hát được. Tức ghê. Trời ơi, đang ngon lành thiệt tình luôn. Nào Huệ hát đi Huệ. Thôi thì anh ở Huế đúng không anh? Đúng rồi. Thì em cũng là người miền Trung. Em sẽ hát một bài về miền Trung. Miền Trung đất bội phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà,
Là từ đó em nhớ mong người xưa. Em quên lời đó. Em quên lời là... Huy cảm nhận người đối diện của mình, nãy giờ mình trò chuyện mình chưa thấy mặt, bây giờ thấy mặt làm sao nè? Nói chung thì giống như gu em là cũng hơi thích mùng mịn tí. Ngày hôm nay cũng được thấy bạn cũng rất là dễ thương, tự tin. Còn Huệ thấy Huy sao? Ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh là em cảm thấy anh rất là hiền. Em thấy thì anh cười đẹp mà, nên là em nghĩ là anh cứ cười đi. Tất cả mọi thứ thì nó đều có lý do của nó. Còn đoạn đường dài thì mình cứ bước tiếp. Em cảm thấy anh là một người, như chị Ngọc Lan nói là rất là người rất là tử tế. Thì em cũng hy vọng là em và anh sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Thì nói chung anh với em gặp đôi nhau ở đây cũng là cái duyên rồi. Dạ. Thì thật sự mà muốn vun đắp được cái duyên đó thì cũng cho nhau cơ hội. Dạ. Để tìm hiểu. Dạ. Nếu mà hợp thì chúng ta cũng thể là về một nhà. Dạ. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Đối với em thì về hôn nhân á, em chỉ cần người con gái là chung thủy. Dạ. Tôn trọng và thông cảm với người chồng của mình. Vì thực sự nghề của em á, nhiều khi là em về rất là có thể chưa tới 5 giờ chiều em đã có mặt ở nhà, nhưng mà nhiều khi 9-10 giờ em mới về tới nhà. Về. Dạ. Công việc của em là tùy theo tiến độ của công trình nữa. Thì nói chung nếu mà khi mà cưới thì vợ chồng á, là phải phụ nhau cái vấn đề đó là chính rồi. Tôn trọng nhau, tôn trọng cả ba mẹ của cả hai bên. Dạ. Huệ là đang ở Bình Định, Huy thì ở Huế. Thì thật sự về địa lý cũng hơi xa, nhưng mà có thể cố gắng á, nếu mà được về thì cố gắng là về ăn Tết, thì giống như ai cũng là mong con cái được về. Thì có thể là năm nội năm ngoại cố gắng thuận tiện để cho cả hai bên chứ không phải ấy. Dạ. Đó, thấy chưa, tôi nói cái anh này anh tử tế không? Ít có ai mà nói được cái câu này lắm. Dạ. Chị like em. Em cảm ơn chị Ngọc Lan. Rồi quan điểm bạn gái thế nào, nói cho bạn trai nghe đi. À, dạ thì những gì mà anh đã nói, em cũng có những cái giống anh. Dạ. Quan trọng là trong hôn nhân là sự tin tưởng. Có tin tưởng thì mình sẽ đủ để làm tất cả mọi chuyện khác. Còn cái quan niệm mà như anh nói là Tết về nội về ngoại thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và em cũng cảm ơn anh đã có thể nói ra những lời như thế. Mình hẹn hò sao nè? Dạ thì thật sự thì em ở quận 12 và Huệ ở Tân Phú thì cũng khá gần nhau. Dạ. Điều kiện cũng khá tốt. Dạ. Hai đứa lại nắm tay nhau để nhìn mắt nhau rồi nói về quan điểm con cái này nghe đi. Thì thật sự á thì tới đây thì chúng ta cũng nên mong em á cũng tạo điều kiện cho chúng cho nhau cơ hội. Dạ. Để có thể là đến được với nhau thì càng tốt. Rồi nói dù con cái luôn đi, anh mong con cái anh sao mong đó? Bao nhiêu đứa con? Em thì con thì có sức mà nuôi không thôi, nó thành được hay không thôi, chứ còn bao nhiêu em cũng muốn hết. Huệ sao, nói mình nói quan điểm mình đi. Nói nhưng mà cái người mà đồng hành cùng em thì có thể nuôi được thì không sao ạ. Rồi về ghế ngồi, để tay vào nút bấm đi. Huy với Huệ suy nghĩ cho kỹ, đây là quyết định của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Chốt. Huệ có bấm không? Dạ có. Có bấm hả? Trời ơi, bấm nhẹ quá. Tôi thấy Huệ bấm hoài mà sao nó không vô? Không. Tôi hết hồn. Chắc chắn là bấm. Chính thức bạn hẹn hò với nhau rồi, nắm tay nhau đi. Dạ. Hùng cái hùng đầu tiên. Đã không Huy? Đã. Đã hả? Em thấy đã không? Dạ em đúng quá. À lần đầu tiên. Chúc các bạn thật là nhiều điều may mắn. Huy giờ còn rung nè, rung quá trời đất luôn vậy đó. Buổi thanh xuân đã qua rồi, đừng để nó phí nha, mình vẫn còn thanh xuân đó. Đúng rồi chị ơi, bây giờ mình phải tận hưởng nè. Bây giờ là thời của chị tới rồi chị ơi. Bởi vậy tới công chuyện luôn. Đúng. Tranh thủ đi nè. Ngon anh ơi, ngon luôn đó, thấy chưa? Nếu mà ngon là sẽ béo. Thôi mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Huyền Linh. Xin chào cô Ngọc Lan. Dạ. Xin chào bạn nữ bên kia. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Lê Văn Thảo, sinh năm 1980. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công việc của tôi là giáo viên dạy tiểu học ạ. Mình sống ở Đức Hòa với ai anh? Dạ em sống có một mình hả? Còn gia đình ở đâu?
Gia đình thì có nghĩa là mọi người có cuộc sống riêng hết rồi. À, mình ở nhà riêng luôn á hả? Dạ đúng rồi, dạ dạ. Mời nhà gái. Dạ, em tên Võ Thị Kim Hồng, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1982, hiện tại em đang ở quận Hóc Môn. Em làm việc tại Hóc Môn luôn. Vậy qua Đức Hòa gần xịt luôn. Đúng rồi, tỉnh Lô 8. Quá đơn giản, hợp lý ha. Mình làm công việc gì? Em thì đứng chuyên môn về dược ở nhà thuốc Bình Dương. Nhưng mà thực tế thì em đang làm công ty ở tại Hóc Môn. Làm công ty gì em? Công ty về dược anh. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái nghe đi anh Thảo. Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng và luôn cởi mở với mọi người, rất là gần gũi. Đặc biệt là em không bao giờ nóng tính, tại vì làm cái công việc là giáo viên tiểu học là không có nóng tính được. Đúng là... rồi, mấy đứa nhỏ đó ha. Mấy đứa nhỏ vô nó nhoi nhoi nhút nhút là không chịu nổi đâu. Phải có sự kiên nhẫn ha. Dạ đúng đúng, dạ. Yêu thương con nít nữa. Dạ đúng rồi, dạ. Mình có khuyết điểm gì không? Em thì khi mà đói á là tay chân bủng rủng, không làm được việc gì, dễ vô đói. Không, đã nói là em không nóng tính mà. Ủa vậy đó hả? Dạ, đói thì đói cũng quạo hả? Dạ dạ. Cái tôi đói tôi quạo lắm ha. Cái thứ hai nữa là hầu như em nhận thấy mình là hơi dễ tin người á. Ừ, vậy hả? Dạ. Cái thứ ba nữa là em thấy trước đây là cái trí nhớ em tốt á, mọi chuyện là nhớ tới 100% luôn. Mà giờ hầu như là nhớ chỉ còn 50% thôi. Nhưng mà 50% này là theo cái hướng là nó có lợi cho mình. Thiếu nợ quên mượn. Ừ, sao anh lại biết hay chứ. Nhớ những người mà ta thiếu nợ mình. Nợ mình đúng không? Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em là chắc dễ gần mà nói chung hay thương người. Khuyết điểm em thì hơi nóng tính. Không sao, bên đây không có nóng tính. Anh ngồi nói em ơi. Em nhịn rất giỏi nhưng mà khi em không nhịn được nữa thì em rất là nóng. Anh làm gì? Làm gì? Làm gì? Chị làm gì? Đó, làm gì? Thì đi chỗ khác thôi. Trời, trời ơi. Có nghĩa là đã đi rồi là không quay lại. Được tình duyên mình sao nè thầy giáo? Em cũng có đăng ký trên chương trình, cũng nói rõ là trước đây là em cũng có hôn nhân một lần, hôn nhân là rất ngắn ngủi, chỉ có vài tháng thôi. Năm đó em chỉ mới có hai mấy tuổi hả? Là cuộc hôn nhân đó là cách đây cũng gần 20 năm rồi. Nhưng mà lấy vợ có mấy tháng thôi? Dạ đúng rồi, dạ dạ. Có con chưa? Có rồi anh. Có nhanh quá ha? Dạ, khỏe mà anh. Con trai con gái vậy? Dạ, anh trai hiện thì đang ở với mẹ, đang học đại học năm thứ hai rồi. Ôi, nhưng mà sao có mấy tháng rồi cái chia tay sao kỳ vậy? Dạ nó không có hợp nhau về mọi thứ đây, kiểu như đó là tìm hiểu chưa kỹ, người ta là mai là mối vậy á. À. Dạ cái lúc đó nhỏ người non dạ rồi thôi, chắc có lẽ là người ta ai nói gì cũng nghe vậy. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi quá hả? Dạ rất ngắn anh. Rồi mời nhà gái. Nhà gái thì trước giờ là chưa có mối tình chính thức nào hết. Chỉ có tình qua loa thôi hả chị? Chung thì trước giờ em cũng chưa có say nắng. Chưa say nắng luôn. Vậy là chị chưa yêu ai luôn? Chưa say nắng. Chưa nắm tay ai luôn? À, chị nắm tay nghĩ như bạn bè thì anh em thì có. Chưa có một cái nắm tay nào mà gây ra cho mình một cảm giác. Đúng trai rồi. Gái luôn. Cái cảm giác, cái nắm tay mà dành cho người yêu trai gái thì không. Trời ơi. Vậy là chưa biết hung luôn. Làm sao mà biết được cảm giác đó nó tuyệt hả? Vời đến cỡ nào. Trời ơi. Tuổi thanh xuân đã qua rồi, đừng để nó phí nha, mình vẫn còn thanh xuân đó. Đúng rồi chị ơi, bây giờ mình phải tận hưởng nè, bây giờ là đúng thời rồi. Của chị tới rồi chị ơi. Bởi vậy tới công chuyện luôn đó, tranh thủ bây giờ. Rồi bây giờ chị nói luôn, chị có nhu cầu bạn trai chị như thế nào? Đừng gia trưởng bên đây trước tiên, là đừng gia trưởng quạo luôn mà, phải độc lập tí. Rồi sống một mình phải, cái tính mình phải độc lập tí, không lệ thuộc vào người khác. Đây có mình lệ thuộc ai đâu, mình một ở nhà mình mà. Muốn ăn muốn ngủ ngủ, không lệ thuộc ai hết trời. Hỏi biết nấu ăn không, em nấu ăn rất là dở. Tại em đi làm về muộn không ăn được không? Dạ được anh, bởi vì em sống độc lập nó quen rồi. Bỏ thấy chưa? Dạ. Chứ đâu nấu ăn có được hay không thôi. Ăn ngon anh ơi. Ăn ngon luôn đó, thấy chưa? Nếu ăn ngon là sẽ béo. Không mà em không có lo là ăn ngon hay ăn dở, nấu ăn là được. Chứ lo gì? Em ăn rất ít nhưng có cái em xài hơi nhiều. Xài nhai khoảng nhiêu mà nhiều? Hên xui tì à. Ví dụ như xài gì nhiều nhất? Thì mua sắm. Rồi có một mình mà, không người yêu, không có ai chừng, có một mình dễ mua sắm lắm. Rồi nói chung bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Trước tiên là chung thủy, biết trên biết dưới, cao theo tiêu chuẩn của em là 1m7. Rồi mập thì ốm. Không được ít tóc. Không được ít tóc hả? Để em qua em coi cho. Không được béo bụng. À, ông hớp vô liền. Em chào anh. Dạ, anh chào em. Em ơi, em có thể giảm giảm chút xíu được không?
ví dụ là ít tóc người ta thương em luôn được không? Tại em là người ít tóc, người ít tóc nữa 21 đào tạo thế hệ sau nó sẽ không tóc luôn. Vậy thế hệ sau là có rất là nhiều những cái dòng mỹ phẩm có thể về giúp mọc tóc, với bên ví dụ như bên em có, cho nên là chị an tâm. Đây chắc nhu cầu cao khó quá anh là mới. Em thấy đơn giản không có gì đâu. Đơn giản. Bây giờ có anh này được lắm á, tôi thấy bây giờ cũng ổn định rồi đó. Gần 20 năm ở không. Em 40 năm ở không nè anh. Em 40 năm ở không nè anh. Nhà trai có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Kính thưa MC, các bạn với kính thưa bạn nữ, mình gặp người đó trước tiên là mình thấy mình yêu, mình thích là được rồi. Cái nước da cũng trắng trắng chút à. Có trắng. Không thấp cũng không cao, không mập cũng không ốm. Tưởng mình đó chuẩn. Dạ, đối với em thì những cái thứ mà em đưa ra nó rất là bình thường. Khó nha, nói chứ không mập, không cao, không trắng, không đen, vừa vừa cũng khó lắm á. Dạ, thì có nghĩa là trước tiên đặt vào mắt mình cảm thấy mình thích, mình yêu được là thôi. Chứ không có đưa ra một yêu cầu nào hết. Cái người mà không đưa ra yêu cầu mới là khó đó. Thôi, vậy thì cũng thấy hợp lý, hai người cứ gặp nhau đi. Anh đi với ai? Dạ, em đi với mấy thầy cô ở trong trường ạ. Chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Chào khán giả trong trường quay và họ nhà gái. Chào hai MC rất là trẻ trung, đặc biệt là cô Ngọc Lan rất là xinh đẹp. Cảm ơn thầy. Theo như những cái gì thầy Thảo nói ra rất là chính xác, đặc biệt là thầy Thảo rất là ga lăng. Nhưng mà cũng có cái hạn chế đơn giản là thầy này rất là lười yêu. Còn em thì nhận xét bên nhà gái thì cô Hồng đẹp, duyên dáng, nói năng rất là lưu loát và nghiêm túc, một người rất là linh hoạt, dáng vẻ rất là cao ráo và đẹp. Thảo thì ráng tạo cơ hội để được gặp gỡ với cô Hồng thì rất là tốt, rất là đẹp đôi, cho nên cố gắng lên em. Thầy ơi, ở trường mình còn ai độc thân không thầy? Ở trường thì còn độc thân. 85 còn. Ngọc Lan sinh năm 85, Ngọc Lan rất là thích giáo viên. Hai em giáo viên thể dục. Trời ơi, ngon luôn, khỏe. Bữa nào thầy đưa lên đây cho thầy. Thầy nhớ dắt lên đây nha thầy. Muốn chồng lắm thôi. Ok. Rồi, cảm ơn thầy. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân. Dạ, em xin chào tất cả khán giả trường quay. Chào MC Dễ Thương. Dạ, thì đầu tiên cho em nhận xét là về chị em. Chị Hồng tuy ra tiêu chí thì thật ra là không phải là cao. Thì em nói chị Hồng như thế này, đa số đàn ông ở trên Việt Nam chúng ta thì hầu hết là 85% là ai cũng đều bụng bé, khó mà có thể là đụng dư phẳng như là chị muốn được. Chị có thể thì chị bỏ định kiến đó, tại vì theo những lời mà bên nhà trai nói á, thì em thấy anh Thảo này cái tính hiền thì em thấy rất là dễ thương. Và cái thứ hai nữa là ảnh có thể là bù cho chị với vì tính nóng của chị, nhưng cái hiền sẽ ập đi cái tính nóng của chị. Chị có thể thương ảnh hơn. Thì nên em thấy chị ảnh về chung một nhà rất là ok. Chốt đơn chị. Trời ơi. Lên đơn ký tên là dắt về. Ai cũng có bụng hết trơn á. Bụng béo là bụng tốt đó. Bụng này béo vừa thôi. Về em huấn luyện là nó sẽ xuống à. Ông huấn luyện sao cho bụng xẹp xuống nhiên. Ngày nào ông cũng bắt trồng chuối hết là xuống. Thôi chết rồi. Bụng béo mà hết đất đương nhiêu cái vậy anh? Anh khỏe lắm em ơi. Sáng nào cũng tập thể dục hết nè. Lúc trước có 8 mấy cân, bây giờ nó còn có 77 cân à. 7 mấy cân mà anh cao mét mấy? Cao mét 71. Hơi dư. Trời, hơi khó chị về quá. Về tập. Không, em đang nói hiện tại. Đúng rồi. Yêu mà tính cả cái cân nặng nó chết luôn rồi. Bỏ bớt đi nha, giống nghe em nó nói rồi đó. Chị bỏ bớt đi, đặng em bỏ hàng rào. Bớt chút. Rồi, miễn dễ thương nói với em trai này là quá đẹp luôn. Thôi, mở rào. Mời thầy Thảo. Tấn công đi thầy. Thầy quên luôn. Thấy chưa? Lâu quá thầy không tặng gai, thầy quên luôn. Đến chương trình anh có quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Anh tặng hộp thuốc sau khi những công việc mệt mỏi, anh có thể sử dụng nó để tăng sức khỏe, tăng sức đề kháng. Dạ, anh cảm ơn anh nha.
Anh thấy em sao? Anh thấy em rất là xinh, dáng thì rất là chuẩn. Chắc là môi trường em làm việc cũng tốt cho nên mới được như vậy. Cũng bình thường, tại chắc làm nhiều quá ốm, thiếu ăn. Công việc em là làm kiểu như suốt ngày ở trong cái công ty hả? Dạ, từ sáng bắt đầu 7 giờ thì tới có khi 8-9 giờ về, hoặc khi 5-6 giờ về, tùy hôm. Anh ngoài việc đi dạy ra thì anh cũng có được một khu nhà trọ. Nói chung thì cuộc sống nó cũng tương đối ổn, chứ không có đến quá là khó khăn. Dạ. Chúng ta cho nhau cơ hội thì mỗi tuần chúng ta có thể gặp nhau không? Hay là... Được trước, tại vì công việc của anh là coi như chiều thứ sáu là xong rồi. Nghỉ được ngày thứ bảy, ngày chủ nhật. Nếu mà từ chỗ anh lên tới chỗ Hóc Môn thì khoảng bao xa? Chắc khoảng 30 mấy cây em. Nhưng mà anh nghĩ cái vấn đề là thời gian hay là khoảng cách nó không quan trọng đâu. Nếu mình thật sự là hợp với nhau, cho nhau cơ hội thì cái chuyện đó là rất ổn thôi, không có gì. Anh có thể tự sắp xếp thời gian được mà. Lo vụ đẻ trước đi. Em bây giờ phải lo vụ đẻ trước đi em. Anh với em lớn tuổi rồi đó. Chuyện đó thì đâu có sao đâu, cứ thực hiện thiên chức thôi. Có thể bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Thời gian không quan trọng, quan trọng là có hiểu nhau, có cho nhau cơ hội rồi để tìm hiểu nhau mà thấy hợp nhau hay không thôi. Quan điểm gì để con trai con gái đầu lòng gì đó? Dạ, giờ thì cũng muộn quá rồi. Em thấy con nào cũng được, không quan trọng là trai hay gái. Muộn quá rồi. Nếu mà kết hôn á thì anh ở dưới, em ở dưới này thì sao? Cuộc sống ở đâu? Tại vì công việc em có thể ở tại Sài Gòn và cũng có thể ở Bình Dương. Nghĩa là ở trước đây là đó anh kết hôn khoảng 23-24 tuổi. Nhưng nó mâu thuẫn là chủ yếu là cái nơi ở, cái công việc. Nhưng mà sau 20 năm rồi, anh có suy nghĩ là tương đối là gọi là mới mẻ hơn, gọi là cởi mở hơn. Nếu như bên nào mà có cái công việc suôn sẻ, thuận lợi tốt, mình để cho cái người vợ hoặc chồng ở đó làm cũng được. Rồi sau đó mình có thể sắp xếp cái thời gian là cuối tuần hay gì là mình về chung với nhau thì cũng ổn thôi, chứ không có gì. Ví dụ giờ công việc của anh thì ở tại địa phương nó rất là thuận lợi rồi, mà anh cũng không có quan trọng là cưới nhau rồi là phải theo anh về, hoặc là nếu như em bắt buộc anh phải đi theo em. Nhưng mà em cũng nên suy nghĩ lại là nếu như mà anh từ bỏ cái công việc đó được, nhưng mà anh có một cái công việc nào khác hoặc là thuận lợi hơn thì anh sẵn sàng theo em. Tại vì công việc em hiện tại thì ở Hóc Môn nhưng mà cũng có thể là ở Bình Dương, tại nó sẽ không cố định hai công ty. Người thì sẵn sàng hy sinh như người kia. Bây giờ mình nói thôi, chứ nhiều khi em về xong rồi anh nói thôi anh dọn về Đức Hòa ở với anh luôn. Quan trọng là hai người yêu nhau như thế nào thôi. Giờ mời thầy giáo với này nắm tay, nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận những giây phút tuy nó ngắn ngủi, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Thầy Thảo thấy gì, suy nghĩ gì, tim thầy Thảo có đập hay không? Dạ anh đang đập loạn xạ hết anh ơi. Tim mà không đập là chết luôn rồi anh ơi. Bây giờ để thay những gì muốn nói với em lần đầu tiên gặp gỡ, anh xin tặng em vài câu thơ đi ha. Dạ. Lần đầu tôi đã gặp nàng, nhìn qua ngó lại, ngỡ ngàng nhìn nhau, tình đầu như đã trót trao, thẹn thùng bối rối, nói sao nên lời. Con tim ánh mắt hiểu rồi, mà sao cứ lại hững hờ với nhau. Thôi thì ta hãy mau mau, đừng nên lãng tránh, để sau thương hoài. Thương thương nhớ nhớ làm sao, bóng hình người ấy đã vào tim tôi. Anh cũng mới về suy nghĩ mà thôi. Được rồi em gái. Giáo viên thì vậy là đúng rồi, lúc nào cũng thơ văn chữ nghĩa nó đầy trong người luôn á. Thôi được rồi, mời hai người về vị trí. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định chính xác. Quyết định phải từ trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Rồi, chúc mừng chị. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau, hãy nắm tay thật chặt nào. Nắm thế này đúng rồi, chặt vào. Một nụ hôn đầu tiên. Làm liền luôn không anh? Xin phép cho anh được hôn em cái ha. Thấy là mấy thầy ở dưới là mừng hơn luôn đó. Anh của em thì em hay hát. Điểm yếu của em là hát không hay. Mọi người đang có bạn trường quay.
Em tên là Nguyễn Hoàng Đạt, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng ạ. Bây giờ tới nhà gái. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Long An. Long An ở đâu cưng? Dạ, Long An ở Đức Hòa, cũng giáp ranh thôi, cũng gần. Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng chuyên về mảng kinh doanh. Thật ra thì từ đi tỉnh Lộ 10 lên thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì mấy ha. Gần lắm. Xa, dạ, đúng rồi. Đi chút xíu tới thôi. Điểm mạnh, điểm yếu của nhà trai thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Mạnh của em thì em hay hát. Điểm yếu của em là hát không hay. Điểm mạnh của em thì em nói chung là tính cách. Và tính cách thì em vui vẻ, hòa đồng. Với lại em tạo câu chuyện trong cái những cái cuộc nói chuyện được. Dạ. Kêu hay hát mà hát không hay thì vậy thì hát thử coi coi có hay không. Dạ, tí nữa em tặng rồi em hát sau chị ơi. Tí để dành tặng cho bạn gái bên kia. À. Ngoài ra thì chúng ta có thêm những cái thế mạnh nào nữa hả? Dạ, em thì em hay chơi thể thao. Thì cũng em chơi rất là nhiều môn thể thao, nhưng mà ý là môn nào cũng tầm tầm thôi, không có hay lắm. Dạ. Có nấu ăn giỏi hay là làm em gì đó? Em thì em biết nấu ăn. Cũng có nhiều người nhận xét là em nấu ăn ngon, nhưng mà đó là người nếm thôi, còn em tự nếm thì em cảm thấy nó bình thường. Khiêm tốn, mời nhà gái. Nhà gái bên đây khi mà nghe nói tới nhà trai ở bên kia biết nấu ăn và nấu ăn ngon thì nhà gái vỗ tay dữ lắm nha. Coi bộ chắc là thích có một người yêu mà biết nấu ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị, tại vì điểm yếu của em là nấu ăn không ngon. Nhưng mà em biết nấu, em cũng có thể nấu được, nhưng mà em nấu không có ngon. Em nấu em ăn tụm tự không thấy ngon nữa. Với lại bạn em cũng có cùng sở thích với em là chơi thể thao á. Anh ơi, không biết là anh có chơi cầu lông không? Anh cũng có chơi cầu lông luôn em. À dạ vì tốt á. Ngoài cầu lông ra em còn có muốn chơi môn nào nữa không? Thì anh dạy em luôn. Trời ơi. Nhà gái biết chơi cầu trượt không? Dạ em có chơi hai môn là roller sport với lại cầu lông. Roller sport là môn gì? Dạ patin đó chị. À vậy hả. Trời, nhà trai là vừa cầu lông giỏi mà cầu trượt cũng giỏi luôn á. Rồi ngoài cái việc là mình không biết nấu ăn ra thì mình còn điểm yếu gì nữa? Dạ điểm yếu của em chắc là em dễ cọc á chị. Kiểu như ví dụ như em có áp lực công việc, tại vì em làm kinh doanh á, nhiều khi là em sẽ ảnh hưởng về cái KPI á, rồi nhiều khi em cũng áp lực công việc, nhưng mà nếu mà cái bạn nói chuyện với em mà không thấu hiểu, không chia sẻ thì em dễ cọc lắm. Cái này là nên sửa. Dạ đúng rồi, em biết, em cũng đang cố gắng. Mà mình làm sếp, mình làm lớn rồi đó, mình cọc người ta thông cảm được, người ta không dám la lại mình. Chứ còn mà bây giờ là mình làm ở cái chức vụ này mà mình cọc với mọi người là không có được đâu. Dạ, em cũng đang cố gắng. Hay cọc lắm đó, em. Không giờ hết rồi, ngoài cọc ra thì còn gì nữa không? Chắc cũng em cũng khó tính với hơi kỹ tính đó chị. Kiểu như ví dụ em đi làm về mệt mà nhà cái những cái món đồ mà em đặt đúng vị trí đó em về thì bị người khác xê dịch, em nhìn em rất là khó chịu. Dạ. Cái này là cũng hơi khó này nha. Dạ không, em thấy cái đó bạn nữ giống em cũng là một người khá là kỹ tính và em khá là cầu toàn, thì dễ ví dụ như nhà cửa mà chưa dọn hay là nếu bạn muốn về thì thấy dơ thì mình dọn thôi. Với lại kiểu như mình sẽ kỹ hết từng ly từng tí, giống như là khi mà đã dọn thì đã không dọn thì thôi, chứ đã dọn là phải dọn cho kỹ. Thấy chưa, thấy đàn ông bên tôi chưa, cái này thì giống em. Rồi còn điểm mạnh của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em chắc là em lễ phép. Em chưa bao giờ gặp người lớn nào mà không thích em hết. Thường là khi gặp người lớn thì em sẽ luôn luôn, cho dù biết người đó là ai không, em cũng gật đầu em chào. Với lại em cũng siêng năng á chị, kiểu em cũng chịu khó làm việc. Dạ vậy thôi, còn gì nữa không? Dạ chứ điểm mạnh của mình nói nhiều quá, người ta nói mình bà phải. Đúng rồi. Nhà trai có mấy mối tình rồi? Em thì có khoảng 4 mối tình, em là một người rất là nhiều trong tình trường anh ạ. Trời đất ơi, 95 mà 4 mối tình luôn hả? Dạ đúng rồi. Mối gì ít nhất là nhiêu, dài nhất là mấy năm? Mối ít nhất là khoảng 6 tháng, còn mối dài nhất thì em tính là khoảng 3 năm. Dạ 3 năm thì mối tình đó là ở hồi đại học của em. Thì lúc đó quen thì kiểu như lúc đó là em năm 2, còn cái bạn ấy mới năm nhất. Thì cũng không có tỏ tình, không rung động nhau, tự nhiên thấy nhau xong rồi đi cùng chung một cái đội công tác xã hội. Thì mình vô tình gặp xong rồi quen biết nhau rồi ngỏ ý với nhau thôi, thì cả hai người cùng quen. Nhưng mà bốn mối gì có đau khổ không? Dạ mối nào đau khổ hết á. Mối nào cũng đau khổ hả? Dạ vâng. Trời ơi thấy thương không, thấy chưa, trải nghiệm chi khổ dư trời. Vậy là giờ là đầy đủ kinh nghiệm để yêu đương rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ngon lành bốn mối rồi, giờ mối thứ năm là mối cuối luôn á. Rồi bây giờ nghe cái tình trường ở bên đây nè, mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em tính ra em cũng hai mối tình thôi. Mối tình đầu tiên là thời đi học cũng không có gì hết, chỉ trong sáng này nọ bình thường nó không có gì hết. Mối tình thứ hai là tầm 2 năm trước, em có quen một bạn nhỏ hơn em 1 tuổi, nhưng mà do là em tuổi dần
cho nên gia đình bạn đó không có ủng hộ. Thì tụi em cũng cố gắng nhưng mà không tìm được tiếng nói chung của hai gia đình đó, cho nên là chia tay. Chia tay trong hòa bình, trong vui vẻ không, hay là có sau này có còn níu kéo nhau hay là như thế nào không? Dạ kiểu như là trong lúc bị cấm cản thì tụi em cũng đã cố gắng thuyết phục hai bên gia đình, nhưng mà do cái định kiến của họ quá nặng về con gái tuổi Dần á chị, thì họ sợ xét chồng này nọ, kiểu như con trai cưng á, cho nên họ không có đồng ý. Thì bạn kia cứ cũng nghe gia đình, cho nên tụi em chia tay trong hòa bình thôi. Nhà gái có một cái tiêu chí tìm người yêu thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết được không? Dạ em cũng không có tiêu chí gì hết, em cũng bình thường thôi, kiểu như em nghe anh nói những cái sở thích với lại những cái tính cách của anh thì em thấy là nó khá phù hợp với cái mẫu người lý tưởng của em, nhưng mà không biết thì tìm hiểu như nào. Cái đó là về tính cách thôi, còn dạ. Về ngoại hình thì em có cái mẫu hình nào không? Dạ ngoại hình thì em bình thường lắm chị, kiểu như là quan trọng là mình hợp với nhau, tính cách mình nói chuyện hợp với nhau, mình qua lại với nhau, mình tương tác tốt với nhau. Em nói chung là em không có yêu cầu cao về ngoại hình, nhưng mà nếu cao hơn em một chút xíu thì càng tốt. Cao hơn em một chút càng tốt phải không? Đen trắng thì cũng được đúng không? À dạ được. Rồi để chị qua chị thám thính cho. Tạ. Chào em. Chào chị. Xém em... chút là không được rồi. À, không chị, tại em ăn guốc á. Để có gì nếu mà thấp hơn em tháo guốc cũng được, không sao. Ừ à. Người ta chịu, người ta không ăn guốc luôn á. Được chưa? Bên okay. Đây được đây nha. Đây nhanh, năng động nè. Ga lăng nè. Trải nghiệm rồi, có kinh nghiệm luôn nè. Cũng trắng trẻo chứ không. Trời, có, cũng ngon chứ bộ. Không có nhâm. Đều không được cao như bên ý kia, cao hơn nhiều thôi. Nhưng mà quan trọng cao không là do cái đầu thôi. Hay. Quá hay. Không ai nói con này hay à. Rồi sao bên kia người ta vậy, người ta yêu cầu vậy đó, mình có đáp ứng được không? Dạ em đáp ứng được chứ. Em... đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Ừ, em nghĩ là 80-90% ạ. Vậy là nhiều lắm á. Dạ đúng rồi. Tại đầu tiên em phải tự tin vào bản thân mình trước chứ. Hay luôn. Hay. Không phải tự tin, mà nãy nhà gái nói á là những gì nhà trai nói á hình như hợp với em hết trơn á. Nhà gái tuyên bố trước mà. Mà nhà trai cũng thấy vậy luôn. Dạ, giờ mẫu hình bạn gái của mình là như thế nào nè? Thật sự ra em chỉ có hai điều thôi. Một điều là bạn nữ đó phải biết tự chăm sóc chính bản thân của mình trước. Tại vì khi chăm sóc bản thân bạn đó tốt nhất thì bạn đó mới chăm sóc những người xung quanh tốt hơn. Cái thứ hai là em muốn một người kiểu như rất là lễ phép với gia đình, nhưng mà khi bạn nữ hồi nãy vừa nói cái là em cái đó là em ưng tuyệt rồi. Vời luôn rồi. Em thấy em ưng rồi. Nhà trai qua nha. Ngó gì á thì ngó đi. Dạ chào chú. Chào cháu. Chào con rung với chú ơi. Gì đâu rung, bình thường luôn. Cuộc sống hiện đại là không ai sợ ai chứ á. Dạ. À, quan trọng là mình sống thật với nhau, mình chân tình với nhau được rồi. Rồi đứng lên coi còn có thể cao hơn nhà trai không? Dạ, tại con mang đôi guốc tất rồi chú. Bên đây sẵn sàng bỏ guốc. Nhí nhảnh, dễ thương, nhỏ nhẹ. Một cô gái có thể rất là năng động đi. Vừa hiện đại được mà có thể truyền thống được luôn. Dạ. Đúng không? Được. Nói chung là dễ thương. Dạ. Vậy chú nói rồi đó ha. Nói chung là hai đứa sàng tuổi nhau, hợp lý với nhau luôn. Được á. Bây giờ... mình dạ, lắng nghe ý kiến người thân đó là xong thôi. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với bạn thân của em, bạn áo xanh. Dạ con chào chú Hiền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả đang xem chương trình. Thì con tên là Ân á. Hôm nay con đến với bạn Nhung. Thì hôm nay là con thấy đàn trai thì rất ok luôn. Thì ngoài ra là thấy tính cách của hai người cũng có những điểm rất là tương đồng với nhau. Nhưng mà em có một vài điểm là bạn Nhung hồi nãy có nói là bạn có tính tình bạn hơi cọc một xíu. Thì cái này thì em nghĩ là anh sẽ nương bạn rất ok. Tại vì chỉ cần là lâu lâu dỗ bạn xíu là ok à. Tại em hay dỗ lắm. Với lại là hay cọc với em lắm hả? Dạ. Hơi hay lâu lâu cái có chuyện gì mà căng thẳng cái là quay cọc ngang luôn, giận cá chính thớt á. Nhưng mà chịu khó dỗ bạn xíu rất ok. Ngoài ra là bạn hồi nãy bạn có nói là bạn nấu ăn rất là dở, nhưng mà còn một cái ưu điểm của bạn là bạn ăn rất là giỏi. Trời ơi, có bà bạn đã giỏi luôn. Thì lâu thì anh có thể chở bạn đi vòng vòng á. Trời ơi, nói chứ tham khảo thêm mà một vài món ăn ngon ở thành phố chở bạn đi là rất ok. Bạn kiểu như là lúc đó là bạn hiền lắm kìa, dễ thương lắm. Kiểu y chang một con cún con vậy, có đồ ăn vô là dỗ được bạn liền luôn á. Đúng là bạn của ta. Biết điểm yếu mà thấy chưa? Bạn thân tiết lộ. Có gì cứ dẫn đi ăn là xong. Dạ. Con thấy đàn trai rất là ok.
Còn tính tình sao thì cái này là hai bạn, hy vọng là hai bạn sau này về tìm hiểu thêm thì sẽ biết sau, giờ không nói trước được. Cảm ơn em. Sao thì nhà ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại một chị đồng nghiệp là sư tỷ của em ạ. Sư tỷ? Dạ. Chào sư tỷ. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em thì vừa là sư tỷ thì vừa là đồng nghiệp của Đạt. Mà trời đất ơi, bây giờ em nhận xét về Đạt thì có được khách quan lắm không? Nhưng mà bé chị ơi, chàng trai đó ấm áp lắm. Và chị nhìn bạn này chị cũng thích lắm nha Đạt. Dạ. Chị nói thêm chút xíu về nhà gái đi chị. Nói cho nó nôn đi. Cái cảm giác khi bạn bước ra, chị cảm giác lên một người phụ nữ rất là nền nã và dễ thương, nhẹ nhàng lắm. Và thấy giống như một cái cô gái Hà Nội giống như chị vậy đó. Chị rất là thích. Thì không biết Đạt thế nào, nhưng mà em ơi, chàng trai của chị là cực kỳ ấm áp. Chị nhắc lại lần thứ hai nha. Cảm ơn sư tỷ. Cảm ơn chị. Nói chung là hai đứa nhỏ thấy nó hợp lý, dễ thương. Hai cái người này gặp nhau là vui như Tết vậy đó. Ai cũng có một cái tính năng động riêng của họ ha. Và rất là hiện đại ha. Được rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Em cứ ngồi đi. Trai gái đều hiện đại hết, thông minh nhanh nhạy hết. Bắt đầu đi Đạt. Dạ. Ôi. Chào anh. Dạ, bạn là anh. Cái này là một cái con thú nhồi bông hình Superman. Thì kiểu như em cũng mong muốn anh sẽ biến thân thành một cái siêu anh hùng để bảo vệ em. Ok. Anh gặp em xong có giống như trong tưởng tượng không? Thật ra tưởng tượng của anh thì anh cảm thấy anh không có tưởng tượng gì ở bên đó hết. Anh chỉ mong muốn là bên đó có những tính cách của em nói như hồi lúc đầu thôi. Là anh muốn người thật sự là muốn chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cái thứ hai nữa là một người thật sự lễ phép với lại người thân, mọi thứ. Dạ, em thì em lễ phép với người thân là chắc chắn rồi. Còn chăm sóc tốt cho bản thân, em vẫn có thể chăm sóc tốt được cho bản thân. Nhưng mà thật sự là khi mà còn một người đàn ông, em vẫn muốn người đó ở bên để bảo vệ, để che chở chăm sóc cho em. Ok, vậy anh sẽ trở thành một người siêu nhân để bên cạnh để che chở em. Okay. Dạ, với lại anh cho em hỏi thêm là anh có suy nghĩ tới việc lập gia đình chưa? Anh đang suy nghĩ đến việc lập gia đình là khoảng tầm năm sau, hoặc có thể thêm một năm nữa là hai năm nữa. Nếu mà bạn gái của anh cần thêm tầm 3 năm nữa thì anh nghĩ sao? Anh cũng có thể sẽ đợi được. Đối với anh, việc mà quen nhau dài ngắn hay việc kết hôn dài ngắn ấy, chờ đợi không quan trọng. Quan trọng là miễn khi mà mình lúc mà mình quen nhau thời gian đó mình hạnh phúc là được. Em cũng ủng hộ ý kiến của anh, tại vì em nghĩ là mình cũng còn trẻ, còn cần nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp này nọ. Khi mà mình có sự nghiệp ổn định, khi mà mình đến với nhau thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Cho anh hỏi một xíu, em thích núi hay thích biển? Em thích biển. Vậy là em thích Nha Trang rồi đó, hai chúng mình có điểm chung rồi đó. em cũng từng đi Nha Trang một lần. Năm ngoái em đi hình như dành cả một năm em đi du lịch biển. Vậy năm nay nếu như mà dịch cũng đỡ thì mình có thể đi du lịch, nhưng mà anh muốn là mình sẽ đi cùng với nhau. Nếu có cơ hội. Nếu có cơ hội. Em nói là anh thấy là em cọc đúng không? Tính anh thì anh hay kiểu như bạn nữ muốn nói gì lúc đó thì bạn nữ sẽ nói, anh sẽ nghe. Anh nghe thôi, rồi giả dụ như lúc đó em lên thì anh xuống, rồi lúc đó anh xuống anh lên. Nếu như có lúc nào đó anh lên thì em xuống, có lúc nào đó em lên thì anh xuống. Lúc là anh sao? Lúc anh lên em xuống là sao? Có nghĩa là nói cụ thể hơn được không? Dạ, để em hiểu ý ảnh, có nghĩa là khi mà ảnh nóng giận thì em sẽ là người mềm mỏng, còn khi em nóng giận ảnh sẽ là người mềm mỏng để dung hòa cái mối quan hệ đó, để tránh mâu thuẫn. Nhưng mà trong lúc nóng giận làm sao mà người ta kiểm soát được để mà người ta mềm mỏng lại? Nếu mà cảm giác đối phương đủ quan trọng với nhau á chị, thì em nghĩ là sẽ tự cảm xúc mình biết tiết chế lại thôi. Em nói là em đang làm công ty ở Long An đúng không ta? Long An nhưng mà kiểu cũng gần anh, tỉnh lộ 10 thôi, cuối ở tỉnh Đức lộ Hòa 10. Gần lắm. Ở Đức Hòa, đi đi qua cầu một phát là tới. Là nhà em đang ở Long An luôn. Dạ đúng rồi. Em có ý định lên Sài Gòn ở không? Em đã từng ở Sài Gòn nhưng mà do gia đình em chuyển về đấy ở, cho nên em về sống chung với ba mẹ để phụ giúp gia đình đó. Đối với anh thì nếu mà khi đi hẹn hò thì nãy bạn của em cũng có nói là em chỉ cần khi em cọc lên thì em có thể chỉ cần đưa em đồ ăn thì em sẽ hết cọc đúng không? Ờ,
Thật ra kiểu như em cũng không có ngại đi Sài Gòn, em cũng hay đi chơi lắm. Nhưng mà nếu mà em vẫn thích bạn trai em xuống em chơi hơn. Có nghĩa là mình quen nhau không cần phải gặp nhau mỗi ngày hay mỗi tuần gì đó. Một tháng mình gặp nhau một lần, nhưng mà một lần đó thì mình cảm giác vui vẻ và hạnh phúc để đủ cái cảm xúc cho cái tháng sau là ok. Em thích một con thôi. Mà nếu chồng em làm em vui và muốn hai con thì ok. Vậy để anh làm em vui. Vậy gì phải vui mới ra được hai đứa chứ, buồn sao ra được hai đứa. Cái câu chồng em làm em vui là em sẽ hai con, mà nó không vui để em đứa thôi. Còn mà nó vui nữa là ba luôn. Không, vui thôi, không vui quá. Muốn vui chứ anh? Muốn vui. Muốn vui nhiều hay vui ít? Ừ, vui nhiều hay vui ít? Vui nhiều chứ. Thôi vui, vừa vừa hơi vui nhiều quá, tốn tiền nuôi con lắm. Tiền không quan trọng em ơi, quan trọng là mình vui là được. Được, không được, cái này không được. Quan trọng mình vui nhưng phải có kế hoạch. Dạ. Đẻ được là lo được. Đúng rồi. Chứ đừng có vui quá rồi đẻ tùm lum tà la hết trơn là nuôi không được, nó khổ mấy đứa nhỏ. Hiểu không? Không, em đẻ được là em sẽ lo được chứ. Đúng rồi, phải đẻ được phải lo được nha. Phải không? Lo được thì mới đẻ. Đúng rồi. Nhiều người cứ đẻ đại đi, đẻ cái chục đứa mà không có lo được, nheo nhóc tội. Khổ lắm, tội mấy đứa nhỏ thôi. Rồi lúc đó là kinh tế nó khó khăn rồi, hai vợ chồng lục đục có dễ gây lộn nữa. Đó. Con đứa người ta còn cả khó khăn, người ta còn căng thẳng, đừng nói chi là nhiều đứa. Rồi bây giờ hai lấy nhau rồi, tiền bạc rồi ai quản lý? Đối với quan điểm cá nhân của em thì tiền ai nấy xài. Ví dụ mỗi tháng thì cả hai đều sẽ có một cái quỹ chung. Thì tại vì cả hai đều đi làm, đều làm ra tiền thì cả hai sẽ có một cái quỹ chung để tiết kiệm cho tương lai. Còn tiền nếu mà anh thương em thì anh có thể cho thêm em. Trời, nói còn không thì anh có thể giữ riêng một cái khoản chi phí để em vừa mình đủ sinh hoạt. Chứ em nghĩ một người đàn ông mà khi ra đường, mỗi lần ra đường phải xin tiền vợ thì em không thích điều đó. Thì em thích là kinh tế phải độc lập. Một cô gái hiện đại chia sẻ cuộc sống cá nhân nào. Là sao? Mỗi sáng đi ra đường là phải xin vợ nhiều? 200. Mà vui không? Vui. Đó. Tại vì bà cho 300 nữa. Phụ nữ thì tay hòm chìa khóa thì nó cũng vẫn là ổn định hơn. Tại vì mình phụ nữ thì mình sẽ có cái tính là mình chi ly hơn trong cái cách sinh hoạt nè. Rồi mình nhiều khi mình tiết kiệm nhiều hơn nữa. Thì cho nên là nếu mà được thì phụ nữ tay hòm chìa khóa nó sẽ ok. Còn bé hiện đại đó, suy nghĩ gì cũng tốt đó. Tức là chúng ta sẽ có một cái quỹ chung. Đúng rồi. Chúng ta để riêng đó, cho dành riêng cho gia đình. Rồi mọi người giữ một ít mà xài. Nói một câu cũng thương lắm. Anh thương em thì anh cho thêm. Mà lỡ lòng nào là ông không thương. Nói câu đó đứt ruột cho hết luôn á. Cái này mới là cái thông minh của phụ nữ nè. Hả? Thật ra thế này, khi mà người ta khó khăn á, người ta còn tích lũy này kia, mà khi mà mấy đứa đủ tiền rồi đó, mấy đứa đủ nhà, cửa, xe, cộ, đủ lo con cái rồi, thật ra lúc đó không nghĩ tới tiền đâu. Nghĩ làm sao để bảo vệ hạnh phúc gia đình thôi. Lúc đó người ta có một cái quỹ chung, có tài sản rồi thì không cần phải lo gì hết. Còn bây giờ nếu mà cứ phụ nữ cái gì cũng giao hết cho tôi hết, đôi khi đàn ông về sinh hoài cũng khó chịu lắm. Thấy không? Sinh 200 thì cho 200 mà nhiều khi còn có 180 cũng mệt. Cái đó nó cũng phải tùy thuộc vào cái bên kia, cái đối tác có tự nguyện cái việc đó hay không, có vui vẻ hay không. Dĩ nhiên là không đúng có rồi. Ép. Bây giờ hiện đại á, mình thấy này nè, tức là hai người xài chung cái thẻ ATM. Với bao nhiêu đổ vô cái thẻ hết trơn á, rồi cả hai đều biết password hết. Mua cái gì đều nó hiện lên điện thoại, báo hai người hết. Nhưng mà nếu mua nhiều quá là ai mua cái gì cao dữ vậy ta. Cái đó cũng là một cách mà thanh thiếu niên hiện đại bây giờ họ sử dụng. Nó không mất lòng ai hết trơn mà dễ kiểm soát cho nhau nữa. Đúng không? Dạ. Được không? Cái đó là kinh nghiệm nhiều người trước. Ta nói vậy đó. Dạ. Có phải kinh nghiệm của chú không? Hả? Có phải kinh nghiệm của chú không? Chú Linh đó đi làm không có cần tiền. Chú Linh là không có quan tâm tới tiền. Anh người đàn ông không ham vật chất. Đối tiền chú không làm gì cả. Mà không có tiền không được. Hôm nay sáng phải xin 200. Bà cho 300 vui à, nhiều khi bà cho 500 vui hơn. Vì cô ấy nói lấy đi, muốn lấy nhiêu lấy còn vui hơn nữa. Rồi sao, còn quan điểm của em thì sao? Em thì rất thoải mái về chuyện tiền nông thôi. Dạ dù tiền vợ giữ cũng được, em giữ cũng được mà bạn. Nói chung là chủ yếu là vợ em muốn sao thì em chiều như vậy thôi. Tính được. Em rất là dễ về chuyện tiền nông đấy. Cứ thoải mái, một bên thoải mái thì bên kia thoải mái. Đúng thôi rồi. Còn một bên mà gọi là kéo kiệt, gọi lấy thì bên kia cũng khó chịu lắm. Riêng về vấn đề này thì trước khi mà kết hôn là ngồi bàn lại một đúng lần rồi. Nữa. Dạ. Cho thống nhất với nhau để bàn sau sao này là làm vậy. Sau này không có lôi ra nói nữa.
Đúng rồi, cứ lôi ra hoài tiền bạc mệt lắm á. Yeah. Ok, rồi bây giờ hai bên tiến lại coi nào ha. Đặt đi tới nắm tay bạn gái coi. Giờ nắm hai tay nhìn thẳng coi. Đó, coi đo cái chiều cao thấy ổn không? Vú cao chi mà cứ dấp hoài chứ chưa? Vút chi à, không biết em, nữa hả? Em run chị ơi. Đấy, để anh giữ cho đỡ run. Cái gì đâu. À, hồi nãy anh nói là anh hay hát nhưng mà anh hát không có hay. Dạ. Thì thôi để anh tặng em một bài hát, tại vì anh nói là ngày hôm nay chị hát cho mỗi mình em nghe trước và không hát cho ai hết cả. Thì ok, để anh hát nha. Em muốn ăn cả thế giới đúng không? Thì để anh hát cho em một lần. Bó em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, chân những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ ở tít xa tận ngoại ô, vứt hết những bao tô giữa chốn Sài Gòn đông đúc xô bồ, gạt bó buồn phiền đằng sau, rồi mình sống như là đèn vâu. Về mình nuôi thêm cá, mệt quá thì trồng thêm rau, anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt cứ tự mình lau, tình cảm dù trước dù sau chỉ cần được có nhau. Chỉ cần được có nhau. Yeah. Em cảm ơn anh. Vậy người quá vẫn nắm tay đó. Không, thì em vẫn nắm hả? Vẫn nắm tay đó. Nào, cô gái anh đi. Ơi, cho em hỏi thêm câu nữa. Anh có thích đi du lịch vòng quanh thế giới không? Anh hiện tại là anh chưa xuất ngoại bao giờ, nghĩa là anh chưa đi nước ngoài. Tại vì ước mong của anh là anh muốn đi hết 54 tỉnh thành ở Việt Nam để rồi anh mới đi ra nước ngoài. Sao? Còn em sắp được đi rồi. Tại vì em sắp được đi vòng quanh anh. Wow. Anh là cả thế giới đó hả? Hai đứa nó thông minh lắm, dễ thương, tôi đánh giá không sai. Rồi mình giả bộ trẻ nhỏ nhỏ này lát mình nắm lại sau. Nó ghê lắm. Ok, về vị trí đi nào. Bà mối. Dạ. Nãy giờ hai đứa nhỏ nói xong rồi đó. Mình nói thấy sao? Thấy hai đứa này giống như là nó muốn nắm tay nhau, dắt nhau đi về liền. Có hợp không? Hợp. Nếu nhà trai bước tới nhà gái chịu gả. Nhà gái chịu gả. Ừ. Hai bạn này là xứng với nhau về cái suy nghĩ, về cái cách sống, rồi về cái độ tin của hai bạn á. Hai bạn rất là nhiều cái ngôn từ của bắt tuổi kịp, trẻ. Bắt kịp trend đó. Đúng rồi. Ừ. Là hai cái này đó là nếu đi về chung nhà đó. Vui lắm á. Nó sôi động lắm. Đúng rồi. Ừ. Nó có một cách giải quyết rất là hiện đại luôn. Thấy không? Thấy được đó. Thấy được. Thôi bây giờ cho tụi nó tiến hành đi ha. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ mình hai để bạn tay nút bấm đi. Đây, nút bấm bên đây nè. Đó, bên trái nè đây. Đâu, ui da. Đó, nhìn thẳng về phía trước. Em bấm luôn được mà. Trời ơi, gấp vậy. Thích là bấm. Em bấm rồi đó. Thích là bấm. Bên đây cũng bấm luôn rồi. Hỏi đếm. Nào. Thấy chưa? Thích là bấm thôi. Thích là bấm, mà bấm là hỏi đếm. Tuyệt vời. Đấy. Ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh như thế, tự tin như thế, cuộc sống hiện đại cần những điều đó. Dạ. Và tuổi trẻ gặp nhau nó như cá gặp nước vậy ha. À, bây giờ nhanh lắm. Bây giờ nhà gia đình bạn gái đang coi tivi đó, mình nhìn thẳng kia kìa. Đó, mình thương hai bác. À, hôm nay gia đình cho phép tụi con hẹn hò với nhau và hứa những cái gì đó. Ví dụ gia đình đang ngồi đó. Dạ. Con chào. Con chào. Gia đình nhà gái cho con xin phép được hẹn hò với lại bạn nữ bên cạnh. Và nếu được con xin nãy giờ không rung giờ con xin hứa là bọn con sẽ tính toán thời gian kỹ và đi đến một kết cục thật là đẹp, happy ending là tiến tới kết hôn ạ. Rồi. Còn em sao? Cảm xúc như thế nào? Dạ em vui tại vì em hết ế rồi. Trời ơi. Nói đi thương ghê, em vui vậy em hết ế rồi. Nè có chừng mất bạn luôn hả nha. Lo đêm... đi chơi với bồ không đó rồi. Đêm Giáng sinh chúc hai em sẽ có nhiều cái hạnh phúc nhất ha. Và khi mình hạnh phúc rồi mình nhớ những cái gì mình đã hứa, cứ thế mà làm sao để bảo vệ những hạnh phúc đó cho nó tròn vẹn nha. Yeah.